Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ đôi nhà phố siêu đẹp tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2 sâu vào 14m5, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, mẫu nhà rất đẹp, rất là sang luôn. Mặt tiền vuông và có ốp gạch phía dưới đáy ban công, có trang trí cây xanh và thiết kế mẫu lửng ngược nha. Căn nhà bên tay phải màn hình đã bán rồi, chỉ còn căn bên tay trái thôi. Bộ đôi nhà đẹp hướng chính Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đang giao bán chỉ có 8 tỷ 300 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha. Đường trước nhà là con đường rộng tới 8m, đường xe hơi xe tải ra vào thoải mái. Trong khu nhà xây phân lô xây đồng bộ, đường rất là đẹp, xe hơi xe tải chúng ta về và đậu ngay trước nhà nha anh chị. Có đèn đường, đường tới 8m và có đèn đường, xe hơi chúng ta đậu trước nhà luôn, không phải chạy vào nhà nha. Khu nhà rất đẹp, rất là đẳng cấp và giá thì cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 8 tỷ 300 triệu đồng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến khu nhà này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Ô tô đậu trước nhà thoải mái luôn, một căn đã bán rồi, chỉ còn một căn thôi. Đường rộng tới 8m, khu nhà có đèn đường, con đường rất rộng và đường cụt nội bộ, rất là an ninh nha. Nhà này mặt tiền làm rất là nét luôn, rất đẹp nha anh chị. Giá bán có 8 tỷ 3 thôi. Quý anh chị cô chú quan tâm đến căn nhà đẹp này hãy gọi ngay về tới em Hưng nha. Đường rộng tới 8m. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Sifa. Thế trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 80. Hai bên tường được ốp gạch cao lên đụng trần luôn. Bên tường bên tay phải sẽ có một cái tủ giày dép nón bảo hiểm. Ngang 4m2, sâu vào 14m5. Căn nhà mình giá bán, chủ nhà đang giao là 8 tỷ 3, vẫn còn thương lượng. Chúng ta thoải mái đến thương lượng và trả giá nha. Đấy, căn nhà rất đẹp, phía trong này chúng ta có tặng lại bộ bàn ăn, 6 ghế. Bên đối diện sẽ có tủ rượu. Và trong này cũng được ốp gạch Ấn Độ gạch 80 luôn. Trong đây là không gian phòng bếp. Bếp thì được đặt dưới trệt, phòng khách trên lửng. Chúng ta có tặng lại bếp điện tử, máy hút khói. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha anh chị. Giá 83 vẫn còn bớt, chắc bớt xuống dưới 8 tỷ luôn. Trên có đèn chùm thay cao và đèn led đầy đủ. Đường trước nhà rộng tới 8m nha. Xe hơi xe tải chúng ta đậu la liệt ngoài đường. Con đường rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Cầu thang sẽ được ốp đá kim sa trắng, chạy đèn led. Và trên đây sẽ là không gian phòng khách, phòng lửng. Nhà thì có tới 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh. Và lửng này có toilet luôn nha. Ốp gạch 80 gạch Ấn Độ. Tặng tivi 65 inch. Tặng sofa. Trên thì có đèn chùm, đèn led thạch cao. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến cái mẫu nhà đẹp này, hãy alo trực tiếp về tới bên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Có ban công gần lửng đúc tới 3m, có trồng cây xanh, chúng ta thoải mái ra đây ngồi uống cà phê, uống trà được. Một căn nhà rất đẹp, giá bán bây giờ chỉ có 38 tỷ 300 triệu thôi. Trước đó chủ giao cũng tới 9 tỷ, giảm 700 triệu, còn 8 tỷ 3 thôi nha. Và vẫn còn bớt, chắc bớt xuống dưới 8 tỷ luôn. Đấy, tầm 78, 79 là chủ cho bay rồi. Anh chị nào thích cái mẫu nhà hiện đại, lửng ngược, đường rộng tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 này, hãy alo ngay về trực tiếp về tới em Hưng. Đấy, nhà đường rất là to, đậu xe hơi trước nhà thoải mái luôn. Nhà thì thiết kế đẹp, có tặng nội thất trong nhà, TV 65 inch này. Có tặng đầy đủ, chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ nha. 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh. Phòng sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ nha anh chị. Ốp gạch giả gỗ. Toilet riêng từng phòng. Có đầy đủ máy lạnh, giường đệm, tủ quần áo, kệ tivi. Bên ngoài thì có ban công đúc tầm 1m2, cửa nhôm Sifa, cửa lùa nha. Rất chi là đẹp, rất chi là đẳng cấp và sang trọng. Anh chị thích cái mẫu nhà này, hãy alo trực tiếp về tới em Hưng.
toilet bồn cầu khối gạch ốp cao lên đụng trần. Và phòng đằng sau chúng ta cũng có giường tủ đầy đủ hết luôn, có cửa sổ ra đằng sau luôn nha. 4m2, sâu 14m rưỡi, nội thất tặng full khoảng tầm 400 triệu đồng, giường tủ máy lạnh đầy đủ hết rồi, chúng ta chỉ việc về xách vali quần áo về ở thôi. Tiến lên trên sẽ đến với khu vực phòng số 3, số 4 nha. Đầy đủ nội thất hết nha anh chị. Đấy, cái nhà rất đẹp, rất sang, mẫu mới hiện đại, cực kỳ xuất sắc. Anh chị nào thích thì alo ngay về tới bên em nha. Và hãy nhớ thả like, bấm chuông. Chị nào, anh chị nào muốn có thắc mắc gì thì chúng ta hãy nhận xét xuống dưới video, bác Hưng sẽ trả lời 24/24 cho anh chị. Phòng số 4 cũng có hết nội thất rồi, anh chị về chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Nhà rất đẹp, hướng chính bắc nha mọi người. Bắc Đông Tứ Trạch, đường tới 8m, xe hơi đậu thoải mái trước cửa nhà. Di chuyển lên trên đây sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng trước và phòng sông hơi đằng sau. Sẽ có một cái phòng sông hơi ở phía sau đây. Phòng sông hơi ở sân thượng sau nha. Có tặng lại một cái bồn tắm và khu vực sông hơi khô. Rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Đấy, căn nhà thì thiết kế rất là đẳng cấp. Giá rẻ chỉ có 8 tỷ 300 triệu vẫn còn thương lượng. Bên này là phòng thờ nha anh chị. Sân thượng trước. Đấy. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.